Nếu như các bạn đang xem anime Slam Chuyển Sinh, thì chắc hẳn mọi người sẽ luôn nghĩ Leon Cromwell là kẻ phản diện chính và hắn là người độc ác nhất nhỉ? Có thể là vì những điều mà anh từng làm như là triệu hồi Shizue rồi nhét Ifrit vào người cô này, tiêu diệt bạn của cô này, sai khiến Shizue làm những điều xấu này, vân vân. Thật ra thì mọi chuyện không phải như vậy đâu. Bị mang tiếng là một kẻ phản diện cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, Leon Cromwell là một ma vương đại diện cho con người đấy. Là một lạnh lùng boy chính hiệu và đôi khi còn được xem là người tình nóng bỏng mà bất cứ ai cũng muốn có được. Tuy nhiên không chỉ có mỗi vẻ bề ngoài nổi bật như thế đâu, mà bên trong, Leon lại là một con người cực kỳ mạnh mẽ và không nên động vào đâu đấy. Và mình là Ben chơi điện tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu rằng Leon Cromwell là ai và anh mạnh như thế nào nhé. Vẻ ngoài. Chắc chắn là chúng ta cùng đồng ý rằng vẻ ngoài hào nhoáng hoàn toàn không liên quan tới sức mạnh thực sự cả. Nếu như các bạn đã xem Tuyệt đỉnh công phu của Châu Tinh Trì thì sẽ hiểu những gì mình vừa nói. Tuy nhiên vì đây là một trong những nhân vật sở hữu vẻ ngoài xịn sò nhất trong phim nên chúng ta không thể nào mà bỏ qua được, đúng không? Xuất thân là một anh hùng loài người với cái tên Hiệp sĩ Bạch Kim, Leon đã từng rất là nổi tiếng trên khắp thế giới trước khi anh trở thành một ma vương như hiện nay. Điều đặc biệt nhất ở đây chính là biệt danh của anh chàng mang tên là anh hùng Bạch Kim, nhưng Leon lại sở hữu một mái tóc màu vàng kim óng ả. Tuy nhiên biệt danh của anh lại không hề liên quan tới tóc mà liên quan tới vũ khí mà Leon sử dụng, đó chính là một chiếc khiên và thanh gươm như các hiệp sĩ thời xưa mà lúc sau chúng ta sẽ nói về nó. Bên cạnh đó, với vẻ ngoài điển trai như thế, Leon còn được cho là đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà người ta thường gặp, và thậm chí là vẻ đẹp này còn đủ khủng khiếp để có thể hấp dẫn được kẻ cho là sắc quỷ mạnh nhất Guy Crimson đấy nhé. Có lần Guy muốn tự biến thành phụ nữ để được Leon chú ý nữa cơ. Và nếu như thế thì kể ra sắc đẹp cũng là một công cụ hữu ích để kéo theo đồng minh đấy nhỉ. Tuy nhiên thật đáng tiếc là Leon lại không có hứng thú với cả nam lẫn nữ, nên anh chàng đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị đầy ngọt ngào của Guy rồi. Lý lịch. Thường thì mọi người đều tin tưởng rằng các ma vương chỉ toàn là những kẻ hám quyền lực và thực sự độc ác thì mới có thể trở thành ma vương. Hẳn nhiên là như thế, vì chẳng có người tốt nào lại có thể giết chết hàng ngàn sinh mạng chỉ để đạt mục đích tiến hóa của mình cả. Tuy nhiên có lẽ vẫn còn đâu đó ngoại lệ giống như Rimuru, và Leon là một ví dụ cho việc đó. Trái ngược với vẻ ngoài lãnh đạm của mình, Leon lại thuộc vào kiểu người tốt bụng và rất quan tâm tới người khác. Anh ta thực sự không hề lạnh lùng và vô cảm như vẻ ngoài của mình đâu. Tuy nhiên cái này thì có liên quan gì đến sức mạnh của Leon? Liên quan lắm đấy nhé. Vì trước khi Leon trở thành ma vương, anh đã phải đánh bại cựu ma vương Kazeriam mới có thể thế chỗ của hắn và trở thành ma vương như hiện tại đấy. Thì Leon cũng không hề hiền như những gì chúng ta biết được đâu đấy. Lãnh địa. Đã là ma vương thì phải có lãnh địa, và chắc chắn là Leon cũng thế. Nói một chút về nơi ở trước kia của Leon, khi anh ấy vừa đánh bại cựu ma vương Kazeriam thì đó chỉ là một tòa lâu đài bình thường, và Leon đã ở đó cho đến khi anh bỏ lại nó cho Shizue, còn mình thì chuyển sang nơi khác để sinh sống. Đến với một vùng đất mới và đặt tên là El Dorado. Đây là một vùng đất được đặt tên theo thành phố vàng huyền thoại có thật ở ngoài đời. Có lẽ một phần vì Leon từng là người trái đất chăng? Vùng đất này được xem như là một lục địa, và nơi đây có đầy đủ các quận huyện và các cánh đồng như một vương quốc thật sự. Một vùng đất được bảo vệ bởi một vòng tròn ma thuật, người ta gọi nó là thành phố kỳ diệu. Có lẽ vì sự bình yên mà thành phố này có được, mặc dù người đứng đầu nó là một ma vương. Điểm đặc biệt nhất ở đây chắc có lẽ là kiến trúc của nơi này luôn được xây dựng một cách tuyệt vời cùng với những màu sắc lung linh lấp lánh như thể chúng được làm bằng vàng, đúng với cái tên thành phố vàng của nó. Và đó cũng là đặc điểm chính của ma vương Leon, và trên hết chính là khả năng phòng thủ tuyệt vời của thành phố. Là một vòng tròn ma thuật khổng lồ, thành phố này có thể khắc chế ma pháp và có thể cảnh báo mọi người bên trong nếu như có bất cứ kẻ lạ nào xâm nhập. Bên cạnh đó, bất kỳ đòn tấn công nào nhắm vào đây cũng sẽ bị vòng tròn làm chệch hướng và không thể khiến thành phố bị thương vong. Tuy nhiên, nếu như đó là đòn tấn công từ Milim thì mình không biết là có chặn nổi hay không nữa. Đội quân. Chúng ta không có quá nhiều thông tin về các thuộc hạ dưới trướng của Leon. Tuy nhiên về Shizue
thì ai cũng đều biết rất rõ, nên chúng ta tạm thời bỏ qua cô nàng. Đến với đội hiệp sĩ của vương quốc Eldorado, đội quân loài người hùng hậu là lực lượng bảo vệ chính cho đất nước này, bao gồm hiệp sĩ bạc Aros là người đứng đầu của các hiệp sĩ, hiệp sĩ đen Claude là hiệp sĩ mạnh nhất trong hàng ngũ, và tiếp theo là năm đội hiệp sĩ hùng hậu gồm có đội đỏ, đứng đầu hiệp sĩ đỏ Frank. Đội quân này chuyên sử dụng ma thuật tấn công gồm 4.000 thành viên, đội xanh gồm 2.000 thành viên chuyên sử dụng phép thuật hỗ trợ, đứng đầu là hiệp sĩ xanh Oxysan. Đội vàng gồm 3.000 thành viên sử dụng phép thuật phòng thủ, được dẫn dắt bởi kiếm sĩ vàng Kisna. Và cuối cùng là đội trắng, chuyên sử dụng phép thuật phục hồi, được đứng đầu bởi hiệp sĩ trắng Malte, gồm 1.000 thành viên. Đội hiệp sĩ này chắc chắn đã được Leon tạo ra, làm chúng ta liên tưởng đến các siêu chiến đội nổi tiếng bên Nhật Bản, mà hay còn được gọi là Super Sentai đấy nhỉ. Không biết liệu lên hình rồi, màu sắc của họ có rực rỡ như cái tên của họ không nữa. Sức mạnh. Về phần quân lực thì chúng ta có thể thấy đội quân con người của Leon cũng không kém phần hùng mạnh và hào hùng như bất cứ đội quân nào khác rồi nhỉ. Bên cạnh đó, không chỉ có quân đội hùng mạnh mà ngay cả bản thân người đứng đầu cũng mạnh không thua kém bất cứ ai. Mà trái lại, sức mạnh của Leon nằm ở đẳng cấp hoàn toàn cao hơn bất kỳ ai trong số họ. Và nhờ có Ramirez ban phước may mắn cho anh, nên rất dễ hiểu Leon hoàn toàn không bị ngôi sao quả tạ nào chiếu vào mình cả. Tuy nhiên ở lần đầu gặp nhau thì anh chàng không ưa gì Ramirez cả, thậm chí là còn có ý định xiên luôn cô nàng luôn đấy chứ. Nhưng có vẻ như cả hai người đã hiểu nhau rồi nên mới được ban phước như thế. Leon sở hữu cho mình phép thuật chuyển động không gian, không ai biết được sức mạnh này được Leon sử dụng như thế nào cả. Tuy nhiên nghe cái tên thì có vẻ hấp dẫn đấy đúng không nào? Và theo ý kiến của mình thì chắc có lẽ Leon là người có khả năng di chuyển trong bất kỳ loại không gian nào đấy nhỉ? Trang bị. Các bạn còn nhớ loại vũ khí mà lúc nãy mình mới đề cập chứ? Đúng rồi, với hình tượng là một kiếm sĩ loài người, Leon sở hữu một tấm khiên và một thanh kiếm như bao hiệp sĩ khác. Hãy nói về tấm khiên trước nhé. Tấm khiên có tên là Golden Round Shield, một chiếc khiên đẳng cấp huyền thoại, nhưng không ai biết vì sao nó là huyền thoại cả. Bên cạnh đó là thanh Flambilla, mang hình dạng của một thanh liễu kiếm, nhưng sở hữu mức hạng thần thoại. Đây chính là thanh kiếm mạnh nhất mà Leon sở hữu. Và nói như thế có nghĩa là Leon không chỉ sở hữu vỏn vẹn một thanh kiếm và chiếc khiên này đâu. Mình cái chắc là vẫn còn rất nhiều thanh kiếm mà anh chàng đang giấu trong người không cho người khác thấy được đâu đấy. Tuy nhiên nếu như ngay từ lần đầu Leon chấp nhận lời gạ tình của Guy thì biết đâu được Guy có thể được chiêm ngưỡng thanh kiếm này thì sao? Kỹ năng tối thượng, hay còn được gọi là độc kỹ, là kỹ năng mà trên thế giới chỉ có một người có, và độc kỹ của Leon sở hữu có một cái tên khá là kiêu hãnh, đó chính là Purity King Metatron. Nghe tiếng Anh thì có vẻ hay và mình nghĩ rằng không nên dịch nó ra đâu. Kỹ năng tối thượng của Leon vì sao lại là một kỹ năng đặc biệt? Đó là vì độc kỹ này giúp Leon có khả năng bào rút năng lượng tinh khiết nhất có thể từ các loại kỹ năng phép thuật và hào quang xung quanh và thanh tẩy chúng bằng kỹ năng này. Bên cạnh tác dụng bị động, kỹ năng này còn có một cách sử dụng chủ động hơn, đó chính là tạo ra một rào chắn có hình kim tự tháp rồi dùng để phong ấn bất kỳ loại ma quỷ nào bên trong nó. Có thể nói rằng, tuy hiện tại đã là một ma vương nhưng sức mạnh chính của Leon chính là xua đuổi và khắc chế ma quỷ. Và đúng như thế, hình tượng của Leon ban đầu được tác giả tạo ra chính là một hiệp sĩ diệt trừ ma quỷ. Thế nên mặc dù đã trở thành ma vương nhưng điều đó không có nghĩa là Leon trở thành một người xấu xa đâu nhỉ. Mà nói đúng hơn thì ngay từ đầu, Leon không xấu xa một chút nào rồi, anh chàng chỉ hơi lạnh lùng quá mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh của mình. Nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like và một đăng ký. Và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt!